Thì nãy giờ Vân cũng đã chia sẻ cho mọi người cùng biết là cái cơ duyên vì sao mà hai vợ chồng Vân mua được một cái mảnh đất vườn nhỏ nhỏ như vậy. Đó, và cũng tổng quan mọi thứ nó như thế nào. À, sẽ chia sẻ chi tiết hơn trong khu vườn này nó sẽ có những cây trái gì nha mọi người. Và Vân sẽ, tương lai Vân sẽ sắp xếp lại mọi thứ ra sao. Thì mọi người hãy tiếp tục cùng theo dõi với Vân trong những video sau nha. Xin chào mọi người nha. Hôm nay là hai vợ chồng mình sẽ đi đến một cái nơi để ký giấy tờ và chuẩn bị nhận cái mảnh vườn mà tụi mình cũng vừa mới mua được đó mọi người. Vì vậy Vân cũng muốn làm video này để chia sẻ đến với mọi người cùng xem cho nó vui và sẽ biết nó như thế nào nha cả nhà nha. Thì hiện giờ là hai đứa tụi mình đang lái xe để ra cái mảnh vườn nhỏ đó. Cách nhà thì cũng cỡ 5 phút lái xe thôi mọi người, cũng gần. Và cái kiểu vườn bên này nó rất là phổ biến ở Thụy Điển. Vân không biết những nước khác như thế nào, nhưng bên này là người ta hay mua những cái mảnh vườn riêng ở ngoài như vậy mọi người. Nếu nhà ai không có vườn lớn đó, thì người ta có thể trồng trọt hoa hoặc tất cả các loại cây ăn trái nếu như mình thích. Vân cũng rất là hồi hộp, và Vân cũng muốn chia sẻ đến với mọi người luôn là cơ duyên vì sao mà Vân quyết định, hai vợ chồng Vân quyết định mua cái miếng vườn này. Thì tháng 5 vừa rồi bạn cũng có rủ qua vườn của bạn chơi đó, làm một ít đồ nướng đó. Rồi cái vừa vào cái khu đó, cái khuôn viên nó rất là rộng, thì tự nhiên cái Vân thấy mỗi chỗ nó có một cái khu vườn như vậy á, rất là xinh, mà trồng cây nhìn rất là thích luôn á mọi người. Cho nên nó tự nhiên cái Vân cũng mong muốn có một cái miếng đất như vậy, thì cũng nhờ bạn á, tại vì bạn cũng có một cái mảnh vườn ở trong đó luôn, thì thế là hai vợ chồng Vân đã quyết định là nhờ bạn xem thông tin giùm, bởi vì ở đó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì Vân cũng không ngờ là nó được nhanh như vậy luôn đó mọi người. Coi như là cỡ hơn tuần trước á, thì bạn có nhắn tin báo là người ta có bán chỗ, thì nói là hai đứa tụi Vân liên lạc liền luôn, nhờ mẹ đi ra xem. Và cũng may mắn gặp được cụ ông là chủ của cái chỗ vườn đó đó mọi người, có nói chuyện một vài lần, và thế là cỡ sau vài ngày email qua lại là tụi Vân được nhận cái vườn đó luôn, thay vì là cụ để lại cho người khác. Coi như cũng là một cái phần rất là may mắn. Thì hiện giờ tụi Vân đã đến nơi rồi, và mọi người hãy tiếp tục theo dõi cùng với mình nha. Tụi mình đậu xe ở bên đường bên kia kìa mọi người đó, và đây là con đường xe chạy. Và phía ngoài này là đó, mọi người thấy không, nguyên một cái dãy vườn rất là lớn luôn. Thì mọi người người ta cũng cũng hay mua những cái nơi như vậy nè đó cả nhà thấy không. Bây giờ Vân sẽ vào cái chỗ của mình nha. Chỗ Vân như vậy thì băng ngang vô nó dễ luôn, mình không cần phải đi từ cái cổng kia đi vào một đoạn ha cả nhà ha. Nhưng mà chút xíu nữa nếu có ra đó thì Vân sẽ quay cho mọi người xem luôn. Đây là cái chỗ của mình. Cái nhà kiến rất là to luôn nè cả nhà. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ thì hai vợ chồng Vân cũng đã làm việc xong với hai ông bà chủ mảnh vườn này, và với một ông là có thể nói là, mình có thể nói là tổ trưởng của nguyên cả cái khu đất vườn này nha mọi người. Thì hợp đồng hiện giờ thì Vân cũng đã ký kết xong đây. Là tất cả những cái giấy tờ mọi người ha. Đó, Vân đã ký kết xong hết rồi. Đó thì bây giờ thì chính thức cái mảnh vườn nhỏ này là của hai vợ chồng mình. Sẽ rất là nhiều công việc mình sẽ làm nha mọi người. Bây giờ Vân sẽ đi một vòng, Vân chia sẻ sơ cho mọi người cùng xem. Mọi người hãy cùng đi theo Vân nha. Đó, cả nhà thấy không? Đây là một cái khu đất đó, nó rất là rộng luôn. Đó thì một cái dạng đất vườn á, khá là phổ biến ở Thụy Điển ở nơi đây. Mọi người thấy không, ai ai cũng có một cái khu đất vườn nhỏ như vậy để mà có thể trồng cây cối vào mùa hè đó mọi người. Cũng là một cái chỗ mà gọi là tinh thần, giúp cho mình nó được thoải mái, vui tươi hơn. Tại vì mọi người cũng biết á, ở châu Âu đặc biệt là Thụy Điển thì cái mùa lạnh, mùa đông nó kéo dài lắm mọi người ơi.
đó, cho nên ai cũng mong muốn có một cái nơi như vậy để có thể là thư giãn, trồng cây trồng cối để mình cũng có thể mình thu hoạch được và mình dùng đó mọi người. Thì đây là cái chỗ của Vân, thì Vân sẽ chia sẻ sâu trong một cái video tới và sẽ có gồm tất cả những cây trái gì mà ông bà đã để lại trong cái vườn này, và mình sẽ cần phải làm thêm những cái gì khác nữa. Nói chung là sẽ rất là nhiều công việc mọi người ha. Thì đây là cái khu vực nó như vậy nè mọi người. Đó, và đi thẳng kéo dài xuống dưới luôn, rất là nhiều chỗ như vậy ha. Thì hồi nãy tất cả mọi người ngồi ở cái bàn ở phía sau kia để ký hợp đồng này nọ đó mọi người. Nó có một cái bàn dành cho tất cả mọi người có thể sử dụng cái bàn cái chỗ đó, nhưng mà Vân thấy đa phần ai cũng có bàn ghế riêng của mình. Vậy bây giờ Vân sẽ đi xuống chỗ đó để chia sẻ ít cho mọi người xem. Đây là mọi người, hồi nãy hai vợ chồng mình, mẹ chồng với lại ông bà với lại một cái ông gọi là tổ trưởng của khu vực này á mọi người. Đó, mình đã ngồi đây mình ký hợp đồng, ăn bánh uống cà phê, và ông bà cũng đã dắt tụi mình đi một vòng để biết coi trong tương lai mình sẽ cần phải nên làm gì. Thì mọi người biết không, tuy là cái đất vườn này mình mua nhưng nó cũng thuộc về cộng đồng của cái thành phố mình ở, cho nên mình vẫn phải có trách nhiệm mình dọn dẹp như vậy nè mọi người. Cây cỏ này nọ này kia xung quanh, và tất cả mọi người đều có trách nhiệm chung luôn, có nghĩa là sẽ chia tuần ra để mà cắt cỏ xung quanh. Thì hồi nãy Vân cũng đã đi sơ rồi, thật ra thì nó cũng không có quá nhiều khu vực, ví dụ như ở khu vực này nè, đó xung quanh đây thì mình phải cần làm nè mọi người, thấy không, cỏ nó lên như là chỉ cần làm cái phần đường đi như vậy thôi, chứ không phải là mình cắt ở trong cái đám kia. Thì đây là cái chỗ, cái nhà trong đây nó sẽ có dụng cụ như máy cắt cỏ rồi những cái hóa chất này nọ này kia đó. Thì cái tuần nào đến được tụi mình làm thì tụi mình sẽ nhận chìa khóa và bắt đầu tiến hành cái công việc chăm sóc cái nơi này nha mọi người nha. Ai cũng sẽ phải làm và chia nhau ra để dọn dẹp, để làm cho cái khu vực này nó vẫn luôn sạch đẹp nha cả nhà. Thì đương nhiên trong cái đám này thì người ta không có yêu cầu mình làm, nhưng mà mình phải làm cái đường đi như vậy nè mọi người. Đó, ví dụ như vậy ha, đây là cái đường đó, mình phải làm cái đường đi như vậy, cắt bớt cỏ và cắt luôn hết tất cả những cái gì mà nó mọc ở trên đường như vậy nè. Đó, cái bờ cỏ xanh như vậy thôi, và đi xuống tuốt cái kia một tí xíu đó. Thì thật ra nó cũng không có quá rộng, nếu mà mình làm cái công việc này chỉ cần bỏ ra một bữa, bởi vì cái tuần đó sẽ tới lượt mình làm, thì nguyên cả tuần đó mình cứ chia ngày ra mình làm, miễn sao mà nó sạch sẽ, nó đẹp là ok ha mọi người ha. Ở đây người ta rất là yêu quý thiên nhiên, cho nên cái vườn cái kiểu này rất là phổ biến ở Thụy Điển nha mọi người, mà Vân nghĩ một số nước châu Âu nó cũng như vậy luôn đó. Còn cái chỗ của Vân trong tương lai thì sẽ rất là nhiều công việc để mà làm, nhưng mà thì cũng từ từ thôi, chứ mình cũng không thể nào mà hoàn tất ngày 1 ngày 2 được, bởi vì mình muốn làm theo cái ý muốn của mình thì mình phải dỡ bỏ khá là nhiều. Mà hiện giờ thì cũng đang mùa hè, cây cối nó cũng lên xanh tươi, nó cũng khó việc cho mình làm đó mọi người. Mình phải đợi cho đến khi mà mùa đông nó đến, cây cối nó cây cối mà khi mà nó đã tàn á, nó đã héo, nó chết á, thì mình sẽ dễ dàng mình dỡ bỏ hơn cả nhà ha. Đó, thì bây giờ Vân sẽ quay trở lại cái chỗ của Vân cho mọi người xem. Thì hiện giờ ông xã và mẹ chồng đang đưa xe vào để chuyển những cái đồ mà cần thiết cho cái vườn đó mọi người, ví dụ như máy cắt cỏ nè, và một số đồ này nọ này kia. Hôm bữa nhà mình cũng mua thêm một số đồ
cũng khá là mất tiền, hết cỡ gần 500-600 đô mọi người. Mặc dù á là đó, mẹ chồng Vân với lại ông xã Vân đang chuyển đồ vào trong nha cả nhà nha. Mặc dù á là ông bà đã để lại cho tụi mình cũng một ít dụng cụ á mọi người. Bây giờ mình vào để mình xem coi ở phía trong sẽ như thế nào nha cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ chuyển hết tất cả đồ đạc á, cũng khá là nhiều đồ mọi người, vào trong để mình sẽ coi sắp xếp lại hết tất cả cả nhà nha. Đây là khu vườn của mình. Mình nghĩ là rất là nhiều hoa cỏ ở đây, trong tương lai sẽ phải dỡ bỏ khá là nhiều á cả nhà. Ví dụ như cái cổng nè, mọi người thấy không, ông bà trồng cỏ như vậy. Thật ra ông bà cũng lớn tuổi rồi, có thể là không có còn sức nhiều để mà gọi là chăm sóc nó nhiều hơn nữa, cho nên nó để cho cây cỏ nó ra khá là nhiều á mọi người. Vì vậy mình sẽ cần làm rất là nhiều công chuyện, nhưng mà con nghĩ thì cứ từ từ, mỗi ngày một ít thì trước sau gì mọi thứ nó cũng sẽ ổn cả nhà ha. Đó, đây là cái cổng của nhà mình, có một cái giàn hoa hồng rất là đẹp ở phía trong. Đó là có một cái căn nhà nhỏ để mình có thể để đồ đạc này nọ. Đây phía sau này có cái một nhà kiến nữa cả nhà. Thì tương lai tụi Vân cũng sẽ làm lại cái phần nền như vậy, rồi sẽ sắp xếp lại hết bố cục của cái chỗ này nha mọi người nha. Bây giờ thì nó cũng muộn rồi, cây cỏ cây cối này nọ nó cũng đã lên hết rồi, cho nên cũng sẽ khó khăn trong cái việc dỡ bỏ của mình, thì mình phải chờ tới mùa đông thôi cả nhà. Đây là cái gốc dâu nè, hôm bữa Vân thử rất là ngon đó. Ở đây có một cái giàn mía, thì trong video sau Vân sẽ chia sẻ chi tiết hơn là trong khu vườn của nhà mình sẽ có những cái cây trái gì nha mọi người nha. Đó, phía bên mặt này cũng khá là rộng luôn á cả nhà. Ở đây cũng có một ít gọi là rau củ ông bà trồng ở đây nữa nè. Mọi người thấy không, phía sau này nếu mà mình chịu dọn dẹp á thì mình sẽ tận dụng được rất là nhiều cái không gian luôn. Tương lai Vân sẽ dứt bỏ hết nguyên cái đám cây cỏ này ở đây. Đó, thì như Vân đã nói, vì ông bà cũng lớn tuổi, ông bà cũng có nói với mình á, thật ra là làm không nổi nữa. Đó lý do tại sao ông bà phải bán lại cái nơi này. Đó, cái nơi mà đã gắn bó với ông bà cũng mấy chục năm trời rồi. Ông bà cũng tiếc lắm, nhưng mà đa phần là ông làm nhiều hơn. Đó, ông chăm sóc, ông tạo dựng nên cái chỗ này nhiều hơn. Mình thấy cũng thấy thương lắm mọi người, bởi vì Vân rất là hiểu cái cảm giác đó. Mình đã gắn bó với một cái gì đó, một cái nơi nào đó, hoặc là một cái con vật mà mình yêu thương, thì khi mà mình rời xa nó thì chắc chắn mình sẽ rất là buồn luôn á mọi người. Đó, thì mình sẽ mình cũng đã hứa với ông bà là mình sẽ làm cái nơi này nó sẽ tốt đẹp hơn. Chính vì ông bà cũng suy nghĩ rất là kỹ cho nên mới để lại cho hai vợ chồng mình, chứ không phải là để lại cho người khác cả nhà ha. Lúc trước mình cũng hồi hộp lắm, bởi vì còn một người khác nữa, người ta cũng đã hỏi mua cái chỗ này. Bởi vì mọi người biết không, cái chỗ này nó rất là phổ biến. Coi như là nhiều khi mình có tiền đi chăng nữa mình cũng chưa chắc mình mua được cái chỗ, bởi vì không có chỗ để cho mình mua. Mình phải xếp hàng, mình phải đợi chờ. Nhưng mà Vân cũng rất là may mắn là Vân không ngờ là Vân được cái chỗ này nó nhanh đến như vậy. Bởi vì cũng mới nói chuyện với bạn, để nhờ bạn á, kiểu như để ý dùng hay nọ. Nhưng mà không ngờ thì trong tháng 5 vừa rồi thôi, thì cỡ tuần trước á, trong tháng 7 này là Vân đã được nhận thông tin á, là có chỗ bán. Và thế là mẹ chạy tới đây nói chuyện với ông. Nói chung tới đây cũng để xem thôi, mà cũng không được vào nữa. Nhưng mà vô tình hôm đó ông cũng có mặt ở đây, thế là hình như mẹ cũng gặp ông một hai lần gì đó. Thế là ông bà quyết định để lại cho tụi mình. Mọi người thấy cái phía xa xa chỗ xanh xanh đó đó, đó. Cái chỗ đó là chỗ của bạn của tụi mình đó. Đó, anh bạn, hai vợ chồng anh bạn, cũng là bạn thân của ông xã mình luôn đó mọi người.
Thì đúng là cũng là một cái duyên, làm bất cứ một công việc gì á, nó cũng có một cái sự gọi là may mắn đó cả nhà. Thì mình trong tương lai mình sẽ bày trí lại, mình sẽ sắp xếp lại bố cục cái khu vườn của mình để mình có thể trồng trọt được nhiều hơn những cái cây trái mình ưa thích. Đặc biệt là Vân sẽ đưa rau quả Việt của mình vào cái khu vườn tại Thụy Điển này. Thì hôm nay á, video á, Vân cũng muốn chia sẻ đến đây để mọi người cùng xem. Mà có một điều may mắn khác nữa đó cả nhà, là tụi mình á, mua được cái chỗ này. Thứ nhất là rộng rãi, tốt, vị trí rất là tốt. Cái thứ hai nữa là được cái giá khá là tốt luôn nha cả nhà. So với nhiều cái chỗ khác thì nó sẽ mắc hơn rất là nhiều. Rẻ thì cũng không rẻ, nhưng mà nó sẽ tốt hơn so với rất là nhiều chỗ khác đó mọi người. Thì nãy giờ Vân cũng đã chia sẻ cho mọi người cùng biết á, là cái cơ duyên vì sao mà hai vợ chồng Vân mua được một cái mảnh đất vườn nhỏ nhỏ như vậy đó, và cũng tổng quan mọi thứ nó như thế nào đó. Thì có thể là Vân sẽ dừng video clip tại đây và sẽ chia sẻ chi tiết hơn trong khu vườn này nó sẽ có những cây trái gì nha mọi người. Và Vân sẽ, tương lai Vân sẽ sắp xếp lại mọi thứ ra sao. Thì mọi người hãy tiếp tục cùng theo dõi với Vân trong những video sau nha. Thì bây giờ Vân sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn theo dõi video, luôn ủng hộ mình. Vân cũng hy vọng mọi người sẽ thích cái video này. Và mọi người xin hãy ủng hộ Vân và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều video về cảnh đẹp thiên nhiên, ẩm thực và cuộc sống thường ngày ở Thụy Điển nha cả nhà nha. Vân luôn cầu mong cho mọi người được vui và khỏe. Chúc mọi người có một ngày thật là vui. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.